trước tình trạng mạo danh cơ quan thuế trên không gian mạng với nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nộp thuế thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng ngành thuế hải dương đang tích cực vào cuộc bảo vệ người nộp thuế qua tiếp nhận phản ánh từ nhiều tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh với cơ quan thuế cho thấy chiêu thức thủ đoạn lừa đảo người nộp thuế như giả mạo cán bộ, thuế gọi điện đề nghị cung cấp thông tin, hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng, giả mạo các trang thông tin điện tử, giả mạo tin nhắn của cơ quan thuế để yêu cầu người nộp thuế nộp tiền để chiếm đoạt. Cục thuế Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện hành vi lừa đảo và phòng chống lừa đảo trực tuyến đến người nộp thuế trên trang thông tin điện tử của ngành thuế Hải Dương, tuyên truyền tại các buổi tập huấn của ngành và tuyên truyền trên nhóm Zalo, khuyến cáo người nộp thuế thường xuyên truy nhập trang thông tin điện tử của ngành thuế để cập nhật thông tin chính sách về thuế và những cảnh báo nhận diện hành vi lừa đảo không cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ số căn cước công dân và tài khoản khi truy cập trang website lạ đồng thời cài đặt phần mềm phòng chống mã độc để phát hiện ngăn chặn các phần mềm độc hại đánh cắp thông tin không cài đặt phần mềm chưa rõ nguồn gốc đồng thời cảnh giác với các thư điện tử đường link lạ